Rồi, ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Ngày hôm nay tôi rất vui khi được chào mừng tới tận 4 anh em mới đăng ký hội viên ở kênh. Xin được cảm ơn anh em Khánh Lê, anh em Chu Quân, anh em Đăng Khoa và anh em Rin Chat. Xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ tôi khi đã trở thành cái người ủng hộ, người hội viên, đăng ký hội viên ở kênh. Đồng thời tôi cũng xin được cảm ơn hơn 200 anh em đăng ký hội viên từ trước và vẫn tiếp tục là ủng hộ tôi gia hạn đều hàng tháng. Rất là cảm ơn các anh em. Nhờ có các anh em đăng ký hội viên mà tôi có được cái nguồn thu nhập cố định hàng tháng. Đây là một cái nguồn thu nhập ổn định mà tôi không phải phụ thuộc quá nhiều vào cái việc là anh em viewer xem quảng cáo. Đấy, quảng cáo nhiều khi là nó không có ổn định em ạ. Nó lúc được lúc không, mà tháng thì được nhiều, tháng thì ít. Đấy, anh em xem quảng cáo thì tôi mới coi như là có tiền. Đấy mà anh em biết rồi đấy, quảng cáo thì mấy ai xem đâu. Người ta toàn bỏ qua quảng cáo mà. Quảng cáo thì ít nhất là cũng phải xem được 5 giây thì tôi mới coi như được tính là tiền quảng cáo. Đấy, còn đa phần thì là tôi biết, bởi vì nó có số liệu anh em ạ. Đa phần là mọi người là quảng cáo chưa kịp hiện lên hoặc là mới hiện lên được có 1-2 giây là ấn skip luôn, ấn bỏ qua luôn. Thế chính vì những cái đấy là thực ra thì là cái tiền quảng cáo ở trên YouTube ấy, anh em nhìn view có nhiều thì thôi nhưng mà nó không đáng là bao nhiêu đâu. Nó không đáng là bao nhiêu anh em ạ. Kênh của tôi thì anh em cũng biết rồi đấy, nó chỉ duy trì ở cái mức 4-5 nghìn view thôi, nó rất ít, không đáng là bao nhiêu cả ở cái tiền quảng cáo. Nhưng mà được cái là anh em ủng hộ nhiều kênh, anh em thấy là donate nhiều rồi thì ủng hộ hội viên nhiều. Điều đấy nó thể hiện cái sự yêu quý của anh em dành cho tôi, cái sự yêu quý, cái sự trân trọng những cái giá trị mà tôi đem lại cho, tôi đem tới cho anh em. Đấy, cũng không phải khoe nhá, nhưng mà tôi đúng tôi khoe luôn đấy. Tôi khoe là bây giờ kênh hiện tại ấy, là nó 230 hội viên rồi. Một con số phải nói là lý tưởng. Tôi nghĩ đây là một cái con số mong ước, rất đáng để mong ước của bất kỳ một cái YouTuber, một cái streamer nào. Đấy, có nhiều anh em thì có hỏi tôi là tôi làm YouTube có ổn không? Thì tôi cũng xin trả lời là tôi rất ổn nhá. Tôi rất ổn hiện tại, là tôi rất ổn. Và tôi đang rất là yêu thích cái công việc này. Đấy, nó kiếm cho tôi một cái thu nhập khá khá trong mỗi tháng. Đấy, tôi tính sơ sơ thôi là ở đây là có 230 anh em hội viên rồi, mỗi anh em 20k một tháng. Đây là tôi còn tính cái số thấp nhất đấy. Còn có anh em, tôi phải khoe luôn là có anh em là đăng ký 600k một tháng. Anh em Trần Đức Trung. Đấy, nhưng mà thôi, tôi cứ tính cái số thấp nhất là 20k một tháng. Thì đấy, anh em nhân lên là biết ngay tôi được khoảng là hơn 4 triệu cái tiền hội viên. Hơn 4 triệu tiền hội viên. Thực ra là hơn 5 triệu đấy, nhưng mà tôi tính cái số thấp nhất thì hơn 4 triệu tiền hội viên. Đấy, cộng với là tiền quảng cáo nữa. Quảng cáo bây giờ thì nó cũng khá nhiều anh em là biết là không bỏ qua quảng cáo, xem quảng cáo giúp tôi. Thì tôi cũng được khoảng 3 triệu tiền quảng cáo nữa đấy, 8 triệu công khai luôn nhá anh em nhá, rất ổn. Đấy, nhưng mà chưa hết đâu anh em. Với còn cái một thu nhập nữa cơ, một cái phần thu nhập nữa đấy chính là từ tiền donate. Tiền donate chưa tính đâu, nên là bây giờ tôi cũng xin được cảm ơn, tôi quên mất đấy. Rồi, để xem nào. Phải check lại cái đã. Hôm qua có anh em donate. Đây rồi, đây rồi. Tôi xin được cảm ơn bạn Trương Thanh Hương. Đồng thời tôi xin được cảm ơn bạn Nguyễn Tuấn Anh. Hôm qua đã donate cho tôi 100k. Rất là cảm ơn hai bạn nhá, đã ủng hộ tôi, donate cho tôi. Rất là cảm ơn hai bạn rất nhiều. Đấy. Thế nên là anh em biết lý do tại làm sao mà dạo này tôi chăm ra clip rồi đấy. Chăm ra clip nó phải có lý do đúng không anh em? Anh em biết là lý do gì rồi đấy. Không phải tự nhiên mà chăm đâu. Đấy. Thấy cho anh em thấy cho là được anh em ủng hộ thì nó cũng là cái niềm vui. Nhưng mà đồng thời nó cũng là trách nhiệm anh em ạ. Nó cũng là cái trách nhiệm của tôi nhá anh em nhá. Không thể nào mà có cái chuyện là bây giờ là coi như là nhận cái sự ủng hộ của anh em nhưng mà lại không ra clip. Thế thì chết anh em ơi. Đấy, thế nên là anh em cứ yên tâm nha anh em nhá. Cái độ chăm chỉ của tôi ấy là bây giờ nó là chăm chỉ cộng 10 rồi anh em nhá. Chăm chỉ cộng 10 anh em nhá. Nên nhớ là chăm chỉ cộng 10 nên anh em yên tâm. Không có cái chuyện là có ngày là không ra clip đâu. Đấy, mà nếu mà có ngày không ra clip thì chắc chắn là ngày đấy nó phải có cái vấn đề gì đấy. Và có vấn đề nó sẽ phải có lý do nha anh em nhá. Đấy, mà có lý do thì anh em yên tâm nhá. Thì tôi sẽ trình bày cho anh em. Yên tâm nhá. Thế nào rồi cũng sẽ có lý do thôi. Heaven Bomber lên được 2 sao anh em ơi. Ngon rồi. Trận này là cũng là ok đấy. Thôi nhưng mà cứ từ từ đã anh em ạ. Chưa phải up cấp vội. Round sau mà thắng thì chúng ta mới up cấp. Round này cứ tích bài đã. Đấy, chúng ta có một con ở đây là có một con Whisper Seer này. Là chuẩn bị lên được 2 sao rồi. Round sau mà tự ra một con Druid nữa thì ngon. Up luôn lên level 5 kẹp vào.
kẹp thêm con Whispersia này vào nữa. Đấy là rất là ok. Mà nếu mà bây giờ thêm con The Saw vào nữa là ngon, cũng ngon này. The Saw thay cho con Sao Divo. Đấy, để có thêm bộ mết nữa. Bởi vì thực ra thì con The Saw bây giờ vẫn ok hơn. Khi mà bây giờ con Tinker tôi là bắn trưởng hơi chậm anh em ạ. Con Tinker bắn trưởng hơi chậm. Ui dồi, ra vừa rồi con nào cũng còn tí máu ạ. Trời ơi, giết được mỗi con. À đây rồi, The Saw ra rồi này, nhưng mà chưa ra cái con Unicorn. Chưa ra con Unicorn để lên đấy con ấy nhở. Lên con Whispersia lên 2 sao, con này thì nó mới tín được. Trận này nhận thấy là có rớt, có rồng 5 tiền, có khi là chơi 12 con cũng được đấy nhở. Nhưng mà hiện tại thì chưa có Human. Chưa có bộ Human, liệu rằng có thể thắng được không đây. Với cái đội hình này thì có con Tinker 2 sao nhưng mà chưa có tăng cơ. Bây giờ cần có tăng cơ anh em ạ. Tôi giờ tôi cần cái gì là con Whispersian này này, nó lên 2 sao. Con này thì nó có cái chức năng gọi đệ, nó thêm hai con đệ tăng khá là kinh khủng. Khá là ổn giai đoạn đầu game. À đây rồi, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Ok, 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 up cấp luôn. Được. Lên 6 luôn. Anh em ạ. Lên 6 luôn. Đủ tiền lên 6 mà. Lên 6 luôn. Thắng round vừa rồi lên 6 luôn. Nhưng mà nhớ là round này có một thằng là Eco. Và hình như là không có ai phá đấy mà. Không có ai phá Eco. Trận này tôi cũng không có ý định Eco. Với tôi ra con Heaven Bomber đầu game nên là tôi cũng không có ý định Eco anh em ạ. Còn những cái thằng kia thì chắc là trận này nó cũng hên, nó ra gấu nhiều quá nên nó không Eco. Về trận này vô diện là đánh rất thoải mái ở cái phía dưới nhá, ở cái hàng phía dưới ấy. Tí nữa là có nhiều tiền là bắt đầu xả tiền comeback là phải hết sức cẩn thận với vô diện. Vô diện phải cẩn thận. Rồi xem lại. Ui mạnh thế này. Ui có anh em nhận ra tôi cả, anh em chùm nhận ra tôi cả, chào tôi cả. Thằng này mạnh vãi cứt luôn ạ. Đấy nhưng mà tôi mạnh hơn. Mặc dù ra ba con gấu đấy, thằng này ra ba con gấu ấy, tí nữa chắc kinh. Chào cái đã. Chào anh em chùm cái đã. Giờ vào game thì nhiều anh em nhận ra tôi lắm. Giờ là nhiều người biết đến rồi mà anh em, kênh này phổ biến rồi, kênh này rất phổ biến trong cái thời điểm hiện tại. Nó không như là nếu mà anh em xem tôi ấy, một năm trước và bây giờ anh em quay lại xem tôi ấy, anh em sẽ thấy là nó có sự khác biệt rất lớn đấy. Chỉ mới cách đây khoảng 3 tháng thôi nó đã khác rồi anh em ạ. Còn cái tầm này thì nhiều người biết lắm. Cái kênh này nó bây giờ nó phổ biến mà, trên YouTube bây giờ nó lên đề xuất ấy. Nên là bây giờ tôi cũng bất ngờ với kênh này tự nhiên nó phát triển trở lại. Tôi thực ra tôi muốn xóa kênh rồi. Có giai đoạn là tôi là định xóa kênh rồi đấy. Nhưng mà xong rồi kênh nó lại lên, thế là tôi lại tiếp tục, tôi làm tiếp anh em ạ. Mẹ vừa lấy tôi kêu thằng kia nó to, nhưng mà tôi thấy thằng này nó còn to hơn này. Mẹ phải cứt thật. 5 con 2 sao anh em ạ. Dã man. Cày thế nhở. Và tôi vừa mới up cấp lên, tôi cứ tưởng là đánh được chuỗi thắng. Tôi có 2 con 2 sao kẹp bộ mết vào và tôi tưởng tôi được đánh chuỗi thắng. Ai ngờ. Mẹ. Nếu hiểu kiểu gì luôn ấy. Thế là bây giờ tôi lại bị thọt tiền mà tôi lại còn không được đánh chuỗi thắng cơ. Ui thọt tiền quá. Mẹ nhìn đi nhìn lại thì bây giờ máu của mình bây giờ là đứng thứ hai từ dưới lên. Chỉ hơn mỗi cái thằng đang Eco thôi anh em ạ. Vãi cứt. Ôi mẹ trận này đen thế nhở. Chết tôi rồi. Tôi cho con gấu vào để xem là nó có câu ra gấu không, nhưng mà bài như này không ổn làm đâu. Một khi mà đã xả tiền lên để mà định đánh chuỗi mà rồi cuối cùng lại không đánh chuỗi được thì khá là nguy hiểm đấy. Liệu rằng có phải là bước đi sai lầm không? Biết thế lúc đấy giữ ở level 5 tích tiền lên 50 tiền anh em ạ. Có cái xung kích chắc phải lấy thôi. Như thế này thì thôi đéo câu gấu nữa anh em ạ. Bài như này thì chắc là bán con gấu đi, xong rồi lên 7 thì cũng không kẹp gấu đâu. Lên 7 là tôi sẽ kẹp con sói này vào này. Anh em ạ. Lên 7 kẹp con sói thôi.
hồi anh em ạ. Ok. À, như này là cái con orc mưa dai này, nó sẽ bắp cho, nếu mà hên ấy, bắp cho con sói hoặc là bắp cho con heaven bomber ấy, nó bắn trưởng liên tục. Đấy. Bắn trưởng liên tục là ngon. Bắn trưởng liên tục hoặc là hóa sói liên tục cũng được, hóa sói liên tục cũng hay nhá. Ôi tôi chết mẹ, gặp thằng này kinh quá nhở. 9 assassin. Ui anh em ơi, 9 assassin. Càng ơi, ăn được không, ăn được không, ăn được không? Ăn là có sách. Ui rồi ôi, nhưng mà chết mẹ hết human rồi. Ui trận này đen quá. Làm thế nào giờ? Thôi lên 7 thôi. Tôi nghĩ là lên 7. Lên 7 đi. Chấp nhận thọt tiền vậy. Má trận này thọt tiền vai. Không biết là có thắng được để mà có sách không ấy. Bây giờ chỉ có một cái cơ hội để tôi gỡ lại những cái số tiền mà tôi bị mất thôi. Đấy chính là cái việc là tôi phải thắng, tôi phải chiến thắng được ở mỗi round để tôi kiếm được những cái cuốn sách để tôi gỡ lại anh em ạ. Sách kia là có trị giá là 2 tiền. Đấy. Thắng được khoảng 3 4 trận thôi là nó cũng gỡ lại được khá khá rồi. Khá khá tiền để lấy cái tiền lấy sách để up cấp. Ui giời, trận này trông nhìn kìa. 4 gấu rồi này, thằng này 4 gấu rồi. Ui dồi ôi, kẹp quy giạt vào kết hợp 4 gấu. Cố gắng mà ăn nhá, đừng có bảo thua thằng này nhá. Đừng có thua. Con gấu lướt lướt một lúc lại thua thì bỏ mẹ. Ui dồi kìa. May quá, ui dồi cuốn sách đầu tiên của tôi. Mừng thế nhờ. Bây giờ vẫn đang chỉ có 10 tiền. Đang tích 10 tiền anh em ạ. Trong khi có cái thằng có 50 tiền rồi kìa. Ui dồi, thằng top 1 50 tiền rồi anh em ơi. Đang có chuối cộng 5. Má rồi, chưa tính cái thằng còn đang ở level 7 60 tiền nữa kìa. Thằng vô diện eco kìa. Trận này có thằng eco với cái thằng chuối nó đang rất to nhá. Thằng chuối với thằng eco bây giờ đang to quá anh em ơi. Cái thằng eco kia nó cũng, eco nó cũng rất là ngon nhá. Đang có 60 máu là quá ổn luôn. Đang 60 máu ở round 13. Còn rất nhiều máu ấy. Ui. Súng 2 à, không biết ăn nổi không đấy. Ăn được, ăn được, ăn được, được. Gọi điện á, đúng rồi, hay quá. Mà nhân tiện là lúc này thì chúng ta có những cái cuốn sách thì chúng ta cũng tranh thủ đẩy đối thủ luôn anh em ạ. Kẹp orc này, kẹp orc này, kẹp thêm cả sói, kẹp thêm cả Whisper Seer này. Cái con cây này nó đẻ cho nó nhiều. Để nếu mà đấm được thằng nào ấy mà có sách ấy thì cũng đồng thời là đẩy nó nhiều luôn. Đẩy nhiều đi cho tốc độ trận đấu đẩy nhanh lên. Để cho thằng vô diện nó xả tiền sớm anh em ạ, không chết toàn. Ừ, trận này là phải đẩy sớm. Đấy, tôi là cũng phải lấy đồ chốt đồ rất nhanh ấy nhá. Bởi vì trận này tôi nhìn cái bảng truyền thuyết là tôi biết là đi là 12 con rồi anh em ạ. Trận này là chỉ có 12 con mà táng thôi. Đấy, còn Goblin thì thôi bỏ qua đi. Gót đỏ thì bỏ qua đi. Mẹ cái bộ gót đỏ tôi đảm bảo với anh em luôn. Trận này 0-3 thì 4 nha anh em nhá. Mà 0-4 thì 5 thằng chơi. Rất là nhiều người sẽ chơi gót đỏ. Bởi vì trận này gót đỏ quá mắc ping. Không có Dark Spirit. Có Zerg. Có Khan. Có Ca Lông anh em ạ. À. Mẹ ơi, cái trận này gót đỏ nó phải bố của mạnh luôn. Ôi, nhưng mà gặp trận này tôi lại thua rồi. Gặp cái thằng có chuối sớm quá, làm sao mà ăn được. Mẹ ơi, ra cả con Velom rồi này. Toàn 2 sao ạ. Mẹ nó con đẩy tôi 10 máu, tôi chết tôi rồi. Game này toang quá. Game này toang quá anh em ơi, 74 máu mà chả có cắt được chuối, chả có cái gì cả. Thọt tiền nữa chứ. Vãi cứt. Bây giờ nhìn lại thì bây giờ tôi còn đang đứng ở phía dưới ở trên cái bảng xếp hạng này anh em này. Vãi. Bây giờ tôi là đang đứng ở top 4 nhưng mà top 4 ở phía dưới lên, như đó phải top 4 ở trên xuống anh em ạ. Trận này bọn nó to quá rồi. Ôi nhìn cái thằng vô diện kia kìa. Nó chơi gót đỏ kết hợp với cả con ấy hả, con rồng mập đúng không? Mấy thằng ở trên thì cũng form được hết đội hình rồi, ra hai thằng chơi gấu, ra hết cả 4 con rồi. Chết tôi rồi. Trận bài to đấy nhờ.
toàn siêu nhân anh em ạ. Trận này đối thủ toàn siêu nhân. Hai cái thằng đang có chuỗi, đấy là chuỗi thắng của cái thằng top 1 thì đang cộng 7 rồi, chưa thấy có dấu hiệu dừng lại. Còn cái thằng vô diện thì đang lên, trên con đường là lên 8. Ừ đây rồi, có cơ hội, có cơ hội, có cơ hội. Mẹ, cái thằng vô diện nó đang ở trên con đường lên 8 và chơi gót đỏ đấy anh em ạ. Căng quá nhờ. Trận này thọt tiền quá rồi, vẫn phải up lên 8. Không biết làm cách nào hết. Bây giờ tầm này vẫn phải up lên 8 anh em ạ. Thôi, dùng sách rồi. Trận này không chơi được 11, 12 con đâu. Lên 8. Hết tiền luôn. Như này không biết có xuống hố không anh em ạ. Ở level 8 không còn một đồng nào luôn. Và đang đứng ở top 4 từ dưới lên. Đội hình. Mẹ, đội hình chơi 12 con nhưng mà bây giờ chưa ra con già. Già chưa thấy đâu, mặt mũi đâu, rồng chưa thấy đâu. Agali chưa thấy đâu, trận này không chơi được rồi. Anh em ạ. Trận này khả năng là sẽ không chơi được bộ 12 con đâu. Ôi rồi nó đen đến cái mức độ mà tôi khi mà tôi up cấp lên thì tôi lại gặp cái thằng vô diện nó đang eco. Ôi rồi ôi. Đen đến như thế là cùng. Ui. Đây nó là một cái tia hy vọng của tôi. Ồ. 6 mét này. Được không? Được. Được chứ. Ok ok ok. Có hy vọng, có hy vọng anh em ơi, có hy vọng. Nhưng mà không chơi được 11 con đâu. Con rớt này ra thì nó cũng bây giờ con này nó không phải là trong bộ gót đỏ, nó yếu lắm. Nó phải trong bộ gót đỏ cơ. Chứ còn bài này thì vẫn phải phụ thuộc vào cái con, tôi nghĩ là vẫn phải là co là con Thunder. Con rớt này bây giờ thì hiện tại thì nói chung là kích hệ thôi. Chưa mạnh anh em ạ. Con rớt nó phải ở trong bộ gót nó mới mạnh cơ. Nó bộ gót và nó phải là ở trong cái bộ gót đỏ ấy nó mới mạnh. Còn ở trong bộ 6 mét thì cũng mạnh nhưng mà nó phải 2 sao. 6 mét phải 2 sao mới mạnh, nó phải kẹp gót mới mạnh cơ. Còn bây giờ hiện tại thì tôi nghĩ là con Thunder Spirit với cooldown skill thấp và đam diện rộng thì con này nó ok hơn. Trận này đúng là nhiều thằng gót đỏ, rất nhiều thằng gót đỏ luôn. Này gót đỏ ấy à, gót đỏ người nước à. Nhưng mà bây giờ tôi 6 mét rồi. Ồ, được đấy. Ok. Rồng này, chơi không? Có chơi không? Bây giờ chốt lần cuối này. Như là cái con game trước là chơi 9 mét là phải chuyển sang 9 mét đấy. Là không chơi được cái bộ 12 con đâu. Và trận này có lên chơi rồng không nhỉ? Trận này chơi rồng ra rớt thì chơi rồng luôn chứ nhỉ? Chứ 9 mét làm gì nữa? 9 mét thì lại không dùng con rớt. Và bây giờ chưa ra Grimchok anh em ạ. Tôi nghĩ là mua con rồng này được đấy. Mua con rồng đi. Hợp lý không? Mua rồng thì lên 9 cho vào. Lên 9 nó bỏ tinh cơ ra. Lên 9 bỏ tinh cơ. Lên 9 bỏ tinh cơ cho 3 rồng đi. 3 rồng kết hợp với cả 3 human. Được. Được 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 được. Ui cũng 6 ép rồi này. Nhưng mà bây giờ tôi mạnh rồi bạn ơi. Ui rồi ôi. Bây giờ cái công việc của chúng ta là phải tích tiền anh em ạ. Tích tiền lên. Ui Grimchok này. Nhưng mà không chơi 9 mét đâu. Không chơi 9 mét fake đâu. Bởi vì là cái trận này chơi chơi 9 mét thì không chơi con rớt. Không rơi con rớt anh em ạ. Chơi 9 mét là đã chơi phải chơi Ryu. Nhưng mà hàng Ryu thì 9 mét là phải kẹp ở level 10 thì hơi yếu nhỉ. Level 10 là kẹp 2 wizard kết hợp với cả 8 mét nhưng mà có vẻ hơi yếu. Chơi mà lên được 11 thì tốt. Chuyện này lên được 11 thì ngon. Rồi cứ để xem đã anh em ạ. Nói chung là tầm này là phải tích tiền. Hy vọng là sẽ thằng kia nó sẽ không mất chuỗi. Thằng kia nó sẽ không mất chuỗi ở round cuối cùng. Để tôi gặp lại nó, tôi cắt chuỗi nó thì cũng được anh em ạ. Để xem gặp lại có cắt được chuỗi nó không. Ok bạn ơi, ra gấu nhưng mà tôi vẫn ăn được vì tôi có 6 mét rồi. Ồ. Rồi. Đấy, Kunka được này, mua thanh con sói được. Được không? Được. Ok. Ôi rồi ôi, cái thằng Dan kia, cái thằng Dan kia nó bị cắt chuỗi rồi, mạnh xoăn rồi.
Ôi giời ơi, gặp đúng cái nào round 19 bị cắt chuỗi luôn ạ. Cay thế nhở, cay thật đấy. Chết tôi rồi, thế thì thọt tiền quá anh em ơi. Level 8, đây là round 21 rồi, level 8 mà mới có 21 tiền ạ. Thọt quá anh em ạ. Làm sao bây giờ? Gót đỏ, gót đỏ, gót đỏ, ba thằng gót đỏ rồi, ba thằng gót đỏ. Goblin, tôi một chơi Goblin. Có 9 mét à? Có một người chơi 9 mét. Đồ ấy. Không có Blink, chưa có Blink. Thật quá anh em ạ. Không chơi được 12 con rồi. Không chơi được 12 con rồi, phải lên 9 thôi. Bài này không chơi được 12 con đâu. Lên 9 cái đã. Ba rồng mà. Ba rồng 6 mét anh em ạ. Lấy cái này tí ghép với gậy tà ác. Gậy tà ác chống hồi máu. Đánh nhau với bọn gót đỏ với bọn Goblin. Lấy cái chống hồi máu, ok. Rồi, nói chung là bây giờ thì tôi nghĩ là trước tiên là mình cứ phải ưu tiên hàng đầu, nó là cái giữ máu đã. Chứ còn bây giờ tôi thấy đối thủ nào cũng to anh em ạ. Nhìn kìa, ra 4 con gấu rồi, ra cả gấu bố rồi. Gấu đá lên được 2 rồi. Đấy, mạnh lắm anh em ạ. Ở level 9 50 tiền, anh em nhìn đi. Tôi ở level 9 nhưng mà tôi bây giờ vừa lấy là 0 tiền và bây giờ lên 8 tiền. Đấy, nhưng mà tôi có chuỗi. Nên là bây giờ chỉ có thể là giữ cái chuỗi này thôi, cố gắng giữ cái chuỗi này để mà có tiền thôi anh em ạ. Để mà có tiền để nó gỡ lại thôi, chứ còn tầm này bây giờ là phải là cẩn thận để giữ cái chuỗi này, chứ còn không có cách nào khác. Chúng ta đã quá thọt tiền so với đối thủ rồi. Tất cả các nhà đối thủ anh em thấy đấy, có rất là nhiều các ông đã lên level 9 và còn rất nhiều tiền. 60 tiền cũng có. Kinh khủng thật. Quá nhiều tiền luôn. Nên bây giờ mình ở level 9 và không tiền nhá anh em nhá. Ở level 9 không tiền. Và đội hình thì chưa form được. Chưa có già. Chưa có già, chưa có đủ 5 rồng. Đấy, phải lên 10 cơ mới chơi được 5 rồng 6 mét. Lên 10 mới chơi được cơ. Nên là bây giờ sách này này, tôi nghĩ là sách này chỉ dùng để lên 10 thôi. Chứ còn bây giờ rất khó để có thể là lên được 11. 11 trận này low hope à. Có khi bán mấy con này đi nhở. Có bán không? Bán đi kiếm tí tiền. Thực ra là bây giờ giữ lại để đến round 26. Sắp đến round 26 rồi. Round 26 kiếm 4 quyển sách cho vào. Ui, rau này bị đẩy nhiều này, mất chuỗi rồi. Ôi rồi ôi, vừa mới có chuỗi xong. Không ổn rồi anh em ơi. Thọt tiền quá, bán thôi. Ui rồi ôi, chết tôi rồi. Bài này không ổn, không ổn một chút nào hết anh em ạ. Lại vừa đẩy 9 máu. Tụt máu cả vừa rồi nhiều quá. Với cả hiện tại là bây giờ vẫn chưa sang con già đây này. Chết rồi, không ổn rồi anh em ơi, đội hình này bắt đầu là có dấu hiệu toang. Già hai này, ui mẹ ơi, cái người mà đang chơi cùng cái đội hình của tôi ấy, nó đang chơi là 4 gấu kết hợp với cả mết. Bài to quá. Dưới cũng có già rồi kìa, 9 mét có ra con già rồi kìa, Thunder 2 mạnh hơn tôi rồi. Vậy là cả 9 mét cũng rất là mạnh ở đây. Chưa kể thằng vô diện nó bắt đầu là comeback với cái bộ gót đỏ rồi. Ui ơi, gặp luôn đây. Mẹ ơi, gót đỏ ra ca lông này. Thôi thôi thôi, tôi xin. Thôi, đẩy ít thôi. Được rồi. Ổn không? Ổn. Ui rồi ôi, nhưng không có sách. May quá anh em ạ. Ôi. Gặp gót đỏ chỉ sợ đẩy nhiều thôi. Đây rồi, ra Dragon Clay này. Dragon Clay vào thay cho con rồng. Một con rồng nữa đúng không? Được không?
Thực ra con Dragon Claw này nó mới có 1 sao. Nếu mà tôi bỏ con rồng rồng Aegis ra, được không? Được. Con này thì thực ra rồng Dragon Claw này nó có cái chiêu đánh tay của nó ấy, khi mà nó hóa rồng ấy là nó cũng có được cộng đam phép anh em ạ. Nó kết hợp với cả 6m nó cũng khá là mạnh. Rồi, bây giờ ăn được Goblin, ok. Mà giá như mà tôi gặp cái thằng này sớm, tôi cắt chuỗi của nó. À, thực ra là tôi cũng gặp nó sớm ấy, nhưng mà tôi có cắt được chuỗi nó đéo đâu. Tôi gặp nó khá sớm nhưng mà phải đến round 19 thì mới có người cắt chuỗi nó, hơi đen. Đấy, gặp đúng round 19. Rồi, thế này là phải lên level 10 à? Thiếu một human. Đây, con này vào thay cho một con ra thì mới có đủ. Như này thì có ăn được quái không nhở? Bỏ rớt ra ăn được quái nổi không? Khó đấy. Liều quá nhở, như này liều quá nhở. Đội hình này rất khó ăn quái đấy anh em ạ. Tôi chơi nhiều tôi biết. Làm nào để kiếm được 4 quyển sách ở round này cho nó gỡ lại cái số tiền mà đã mất cái. Bình thường là nếu mà chơi human là đến cái round 23 lên được 10 rồi anh em ạ. Bây giờ round 25 còn đang tiền còn đang thọt như này thì đến bao giờ mới lên được 10. Nhưng mà cố gắng là phải tích tiền để lên 11 cơ anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ tích tiền cố gắng lên 11 cho cái đội hình nó mạnh mẽ. Đến khi nào mà chúng ta sắp chết chúng ta không lên được 10 thì chúng ta dùng sách vậy. Ăn được không? Ăn được quái không? Ăn được, cố lên. Rồi, ok. May quá, có 4 quyển sách anh em ơi. Cung ca này. Thôi, dùng luôn đi. Đéo, dùng luôn anh em ạ. Lên 10. Cho rớt vào. Chơi 5 rồng luôn. Anh em ơi. Thôi, không nhờn được đâu. Không nhờn được đâu. Trận này bây giờ là không có thể là lên được 11 rồi anh em ạ. Khó lắm. Trận này chỉ lên được 10 thôi. Bây giờ mà không có 5 rồng vào là chắc chắn là tôi chết. Anh em ạ, gặp thằng nào cũng chết thôi. Bây giờ đội hình nó quá yếu để có thể giữ được human rồi. Không tham nhá. Sức mạnh đội này nó chỉ đến mức đấy thôi. Bây giờ cho human vào chơi là chết đấy. Tốt nhất là bây giờ phải cho 5 rồng vào để nó có thể tung trưởng clear, bắn trưởng sớm anh em ạ. Càng tung trưởng sớm thì càng mạnh. Giết được bớt những cái con lằng nhằng thì nó sẽ còn lại là sẽ... Đấy, ui rồi. Này thì gót đỏ chúng tôi. Gót đỏ với chúng tôi, một thằng gót đỏ. Ồ. Từ từ nhá. Nếu mà lên được 11 ngon thì kẹp thêm con Doom, nhưng mà từ từ đã. Tích tiền đã anh em ạ, Doom mua sau. Chưa, bây giờ là phải tích tiền để tí nữa làm quả 6 human vào kiếm sách ở round 30. Human phải lên được 2 sao mới chơi được round 30 anh em ạ. Giờ vẫn còn chưa ra con già này. Ủa nào? Nói chung là vẫn được anh em ạ. 5 rồng 6m. Đấy, bây giờ tôi lại là cái người mà đang giữ máu rất tốt nhá. Tôi vẫn đang là làm đúng những cái gì mà tôi đề ra. Đấy là giữ máu tốt. Đấy, mặc dù là thọt tiền rất thọt, nhưng mà bây giờ là tôi đang giữ máu tốt nhất ở trong tất cả 8 người chơi rồi. Đầu game toàn đứng ở dưới lên thôi. Toàn đứng ở top dưới thôi. Đấy. Máu thì ít nhá, tiền thì thọt. Tiền thọt, bài thì yếu, toàn thua. Thế mà thế đéo nào. Đến bây giờ lại ổn anh em ạ. Lại vẫn ổn rồi này. Ui giời. Ổn chưa? Ổn đấy chứ. Này thì gót đỏ ra đây, gót đỏ. Không sợ. Cái bộ gót đỏ thì anh em cũng biết rồi đấy. Bộ đấy nó cũng là cái bộ thông thạo 10 của tôi. Úi giời. Đây rồi, rớt 2 đi. Hy vọng. Rớt 2 nào. Hy vọng. Cần con rớt 2. Rớt 2 thì chắc chắn là ổn nhá, anh em nhá. Đấy, nên nhớ cái bộ gót đỏ rồng mập là cái bộ tôi sinh ra. Tôi biết cái bộ đấy sức mạnh nó như nào chứ. Biết chứ, làm gì mà không biết. Trời ơi, cái lay up mà tôi đẻ ra mà tôi không biết nó như nào à.
Thôi xong rồi, Lê Tuấn sắp xuống hố rồi kìa. Yên tâm, với sức mạnh của đội hình thì cái đội hình tối thượng anh em cũng biết rồi đấy. 9m, 9m 5 rồng, 9m 5 rồng ở level 12 là tối thượng. Nhưng mà hiện tại thì không được 9m thì thôi chơi tạm 6m 5 rồng vậy. Ở level 10. Ở level 10. Đấy, 9m 5 rồng ở level 10. Đấy, còn nếu mà ra con rồng 5 tiền thì chúng ta còn kẹp được thêm một con gót nữa cơ. À, chúng ta có 9m 5 rồng, à 6m 5 rồng kết hợp với cả hai gót. À đó, kết hợp với 4 gót. Ở level 10 luôn đấy. Đấy, 6m 5 rồng kết hợp với cả 4 gót ở level 10. Nếu mà ra được rồng 5 tiền thì là chúng ta chơi khác gì cái bộ gót mét đâu. Này, ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui, chùm đi rồi. 9m. Rồi, bộ 9m. Đây rồi anh em ơi, kẹp được thêm một con gót này. Ngon chưa, ngon chưa? Ngon chưa, ngon chưa, ngon rồi đấy. Ổn rồi anh em ơi. Bộ 9m thì cũng mạnh đấy. Hôm qua tôi chơi anh em biết rồi đấy. Mạnh, đúng không? Khá là mạnh, tuy nhiên là so với cái bộ này của tôi ý, thì nó chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu thôi nhá. Làm gì có cái cửa ăn được 5 rồng 6m anh em. 5 rồng 6m vào phát tung trưởng chết mẹ hết rồi. Còn đâu nữa mà đánh. Còn đâu nữa mà bắn trưởng. Bộ này nó vào nó phát chết luôn. Còn làm gì có thời gian để mà tụ trưởng mà bắn đâu. Ra làm gì con bắn trưởng được. Đấy, bây giờ chỉ còn có gót đỏ thế này. Gót đỏ với một thằng là chơi mết nữa này. Chơi mết kết hợp với cả gấu, 4 gấu xanh hết à. Gấu lên hết 2 sao rồi kìa. To đấy. Sợ thật. Mà cái bộ này của tôi nó vẫn là bộ tối thượng. Đây này, gặp này. Gặp này mạnh son này chơi cái bộ. Ui giời ơi, anh em thấy không? Một trưởng là săn phẳng toàn bộ đội hình của địch rồi. Nhưng mà vẫn còn cái con gấu cụ này. Nó dồn hết đồ cho gấu cụ. Trông to thế nhở. Ui gấu cụ lên 2 sao quánh tay à. Kinh thật, căng đấy. Con này là phải cho Doom rồi. Phải kiếm con Doom cho vào. Rồi, ok. Round 29. Mà bây giờ tôi vẫn đang nhiều máu nhất đúng không? Ổn, vẫn ổn, vẫn đang giữ máu tốt. Roll đi. Già này. Rồi, cho già vào. Đấy, 6 human ở round này thôi. 6 human. Như này có ăn được không nhở? Trông như này có đủ sức để có thể ăn được round này không? Này hơi khó nhở? Thế này có vẻ khỏe hơn này. Có rớt vào khỏe hơn này. Chơi hàng real anh em ạ. Đấy, 6m, 6 human, không kích hoạt bằng wizard nữa. Bỏ rồng ra. Ê, 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 từ từ, nhầm. Tí nhầm anh em ạ, tí chết. Rồi, chuyển đồ cho con flame. Ok. Như này thì mới ăn được. Chứ còn như nãy thì khả năng là không ăn được. Cố gắng kiếm sách để lên 11 anh em ạ. Bài này phải lên 11. 11 chơi cái gì? 5 rồng. 11 thì chưa thể chơi 9m 5 rồng ở đâu. 9m 5 rồng là phải 12 cơ anh em ạ. 12 mới chơi được. À, chỉ chơi 5 rồng kết hợp với 6m thôi. Kẹp thêm 4 gót vào nữa anh em ạ. Rào này ra đồ chán quá. Đồ rao này nói thật với anh em là không dùng đến cái búa xét này đâu. Búa xét này thì tí nữa cho con rồng à. Hơi phí nhỉ. Tôi cần đồ cho con rớt tương lai cơ. Tương lai là rớt 2 cho con rớt 2 cầm đồ ngon. Có những cái món đồ cho rớt thì mới ăn được cái bọn kia. Bởi vì nói thật là rồng cũng đéo đấm được đâu. Trận này có ca lông anh em ạ. À. Gót đỏ ca lông thì đánh thì đéo được. Gót đỏ ca lông là tí nữa là chịu thôi. Con rồng này không thể nhấc tay lên đấm được đâu. Phải dùng trưởng ấy. Bắn trưởng thì chỉ có con rớt chơi thôi. Trận này là phải dồn đồ cho rớt chứ không phải dồn đồ cho rồng. Lấy cái đồ búa xét này là nói chung là hơi yếu. Ui anh em ơi, đuối rồi. Trông mấy cái bọn gót đỏ bây giờ nó to quá rồi. Bắt đầu bị đẩy kinh rồi đấy. Cái thằng này một máu nó đạt tới cái giới hạn máu sức mạnh rồi. Kinh khủng thật đấy. Kha này. Rớt 2 được. Nhưng mà đéo có đồ. Thôi dồn đồ này cho con rớt vậy.
Chưa có món đồ cam nào cho con rớt cả anh em ạ. Tôi mà bây giờ gặp gót đỏ tôi sẽ bị đẩy nhiều đấy. Bởi vì cái lượng đam bây giờ là không đủ để đấm được cái bọn gót đỏ đâu. Cố gắng là sống sót được đến round 35 ý anh em ạ. Bây giờ cái việc cần của tôi là phải sống sót đến round 35 để ăn được quái ở round 35 có sách. Lúc đấy thì chúng ta lên được level 11 thì lúc đấy mới có cửa đánh được gót đỏ. Còn cái tầm này bây giờ là ở level 10 là đuối rồi. Chơi human, chơi rồng này mà ở level 10 là đuối rồi. Đây à, hy vọng là sẽ có những cái cuốn sách. Ui rồi rớt hai rồi. Hay lắm, rớt hai của đam nhưng mà Kalong 2 anh em ạ. Kalong 2 sao rồi kìa. Ăn được không? Ăn được. Ui rớt gánh đấy. Ơ, đẩy vô diện lại đi luôn không? Ui trời ơi, Kalong 2 sao. Tôi tiễn thằng Kalong 2 sao đi kìa anh em kìa. Thằng đấy là cái thằng Eco đấy. Tiền nhiều hãi cứt luôn, lên được 10 sớm thôi có Kalong 2 sao. Vẫn gặp cái đội hình này vẫn đi luôn ạ. Và tôi cũng mới chỉ level 10 thôi nhá, vẫn chưa lên 11 đâu. Lên 11 thì tôi biết kẹp thêm con gì rồi. Nếu mà chơi là phải kẹp thêm con Doom anh em ạ. Lên 11 là sẽ kẹp thêm con Doom vào nữa. Kẹp thêm con Doom và vứt một con vứt một con mết đi, vứt một con mết đi thêm một con gót vào. Hợp lý chưa? Còn bây giờ giữ để lấy sách đây anh em ạ. Sẽ vứt con CM đi, late game vứt con CM đi. Vứt con CM và thậm chí là vứt thêm con Flame đi thay bằng con già và con ọc mơ dai vào anh em ạ. Thế là kết hợp được 6m kết hợp với cả 6m kết hợp với cả 5 rồng và 4 gót và kẹp Doom. Đấy, ở level 10 đấy, 11 đấy. Rồi, hợp lý. Rồi, bây giờ gặp cái thằng Exit. Exit với chúng tôi. Exit ăn được không? Exit. Ui sao khỏe này. Giết nó. Ui đéo ăn được à. Vãi cứt Exit dồn đồ cho con gì đây. Sao lại Exit dồn đồ cho con Velom này. Ảo vậy. Dã man thật. Trứng này. Rồi sắp sống đến rau 35 rồi anh em ạ. Ui rồi ôi. Tôi vẫn còn 36 máu mà. Bây giờ gặp thằng gót đỏ thì bị đẩy đi cũng chắc là cũng chỉ mười mấy máu thôi nhở. Đúng không? Gặp thằng gót mết thì sao? Gặp thằng gót mết có cửa ăn không? Rớt hai chả nhẽ lại không ăn được. Rớt hai so với cả gấu cụ thì như nào? Con nào mạnh hơn? Tôi nghĩ là con rớt này cũng mạnh ấy chứ. Ăn được không? 6m cùng là 6m này. Cùng là 6m đúng không? Cùng là 6m cùng là có 5 tiền đúng không? Mà tôi có con rớt ở trong bộ gót. Và cái vấn đề quan trọng hơn đấy chính là tôi bắn trưởng trước. Ồ, ui rồi ôi. Ai bắn trưởng trước người đấy thắng. Như nào bạn ơi. Úi rồi gấu cụ chết rồi kìa. Con rớt của tôi nó bay màu luôn anh em ạ. Nhưng mà Mạnh Xuân đã ra đi. Ồ, hay quá. Các đối thủ mà chơi trùng bộ đã đi hết rồi. 9m này rồi thì 6m cái kẹp gấu đi hết rồi anh em ạ. Bây giờ chỉ còn có Exit với cả gót đỏ thôi. Úi rồi ôi, thằng Exit cũng chết luôn. Vậy là chỉ còn solo với gót đỏ lên game anh em ạ. Lên 11 kẹp Doom vào, ok chưa? Ok rồi đấy, ok rồi. Rồi thôi, những cái món đồ này cứ phải từ từ đã anh em ạ. Nốt rau quái, nốt rau quái. Rồi. Món đồ này thì chúng ta sẽ phải ghép đồ để chiến đấu với cả gót đỏ. Rồi bây giờ, ui, quên mất rau quái này. Cho human vào, cho human vào chứ. Cho human vào, thay human vào, lấy sách anh em ạ. Lốt rau này lên được 11. Ok. Rồi, lốt rau này lên được 11 rồi này. Hay quá. Liệu rằng là tôi có thể ăn cái thằng gót đỏ không? Kinh đấy, chuối cộng 5 cơ. Gót đỏ mà ở một máu kia là nó đạt được cái giới hạn sức mạnh. Là ở một máu là nó là mạnh nhất của bộ gót đỏ đấy. Máu càng ít thì là sẽ máu của chết nó sẽ càng nhiều. Úi cũng đeo có đồ luôn anh em ạ. Cay thế nhở. Đeo có đồ luôn. Ghép được cái cấm đánh thôi. Thôi được rồi, ghép nhanh. Blink này cho rớt này. Rồi ghép thêm cái gậy tá ác. Ơ anh em có nghe tiếng mưa không?
tự nhiên lại có một cơn mưa to đấy nhở. Rồi, tôi nghĩ lại rồi anh em ạ. Chúng ta có một cái con rớt 2 sao, phải tận dụng được cái sức mạnh của con rớt 2 sao anh em ạ. Rớt phải tung trưởng được nhiều lần và phải được hưởng cái sức mạnh của bộ mết. Tất cả những cái điều đấy nó cho ta cái đáp án cuối cùng. Đó chính là bộ 9 mết kết hợp với 4 gót anh em ạ. Ui mẹ ơi, một phát đi mẹ hết nguyên đội hình của địch kìa. Ôi dồi ôi, mạnh vãi cướp. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, Quarter Spirit bị giật cho đứng hình luôn anh em ạ. Và thế là trò chơi kết thúc. Anh em ơi, em có nhìn thấy cái quả con rớt nó giật không? Anh em có thể xem lại nhá, vui vãi cứt thật. Con rớt ý, nó giật cho cái con Water Spirit mà nó không lướt được luôn anh em ạ. Con Water Spirit nó bị giật mà một phát ý, nó mất coi như là tụt một phát là phải đến 80% máu. Bị đóng đá tôi nghĩ rơi vào đâu phải nó phải tầm khoảng 10 giây ý, anh em. Tôi nghĩ là ít nhất phải 10 giây, bởi vì làm sao? Khi mà tôi hack xong ý, tôi hack cái con Water Spirit xong ý, mà nó vẫn còn chưa tỉnh nữa cơ mà, nó vẫn còn đóng băng. Vãi cứt thật. Ui dồi ôi, rớt nó giật kinh khủng thật đấy. Anh em mà không để ý, anh em có thể xem lại nhá. Anh em tua lại cái đoạn đấy mà anh em xem. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký, có thể ấn nút đăng ký kênh để xem thêm các cái clip khác của tôi. Nếu còn thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái hành trình lên Queen trong cái trận đấu quyết định lên Queen của tôi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái đội hình mà theo tôi đánh giá nó là mạnh nhất cho cái con game này. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!